Việt Nam. Quê của các bạn có biển không? Còn quê của mình sao lại không? 14 Quảng Ninh, vùng đất có đường bờ biển dài thứ hai Việt Nam. Vân nghĩ có lẽ đối với nhiều người Việt thì được ngắm nhìn bình minh vào buổi sáng hay chiều tà hoàn nguyên câu chuyện cùng hoàng hôn ở biển đối với họ là một điều khá hiếm hoi. Nhưng đối với những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở vùng đất thấm vị biển này là một điều không mấy xa lạ. Tuổi thơ của những đứa trẻ ở đây đặc biệt lắm, và tôi thì không ngoại lệ. Được chơi đùa và ngắm nhìn mọi sự xinh đẹp trên biển là một điều mà lũ trẻ chúng tôi luôn cảm thấy thật tuyệt vời. Đó là cách tôi tự hào và kể các bạn nghe về quê hương của tôi, Bình Ngọc. Ai cũng có lúc mệt mỏi đúng không? Bạn tin tôi đi, đi biển chính là nơi chữa lành lý tưởng nhất. Mỗi lần Vân đến đây, một cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại ngoài biển. Thấy biển như tìm lại chính mình vậy, cơ thể sảng khoái, tràn ngập năng lượng, yêu đời hẳn luôn ý. Mỗi lần nghe giai điệu của tiếng sóng, tôi như đắm chìm vào vẻ đẹp của biển cả. Và không ngừng nhảy múa trong tâm trí tôi những nốt nhạc mang vẻ đẹp của quê hương. Chính những điều này đã tạo nên không gian đặc biệt, vừa trong lành mát mẻ lại hoang sơ mộc mạc của biển. Và sự thân thiện của con người nơi đây mang lại cảm giác thanh bình, yên ả và giữ được trọn vẹn hồn quê. Có lẽ quà tặng lớn nhất mà thiên nhiên ban tặng cho Bình Ngọc chính là bãi biển tuyệt vời này. Một cảm xúc rất đặc biệt khi bạn đứng trước biển. Bạn thấy mình nhỏ bé với biển nhưng vô cùng bình yên. Và cũng có thể bạn cảm thấy lòng mình bao la như biển cả. Nếu ai đang tìm kiếm một không gian điều hòa cảm xúc, hòa mình vào thiên nhiên để cân bằng thân, tâm, trí, thì bãi bằng hứa hẹn là một chốn dừng chân chữa lành đầy thú vị. Và còn thú vị hơn nữa khi mặt trời xuống núi như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi. Mặt biển lúc này như tấm thảm nhung khổng lồ mềm mại. Về với Bình Ngọc là về với thiên nhiên nơi rừng xanh biển bạc, cùng tận hưởng cảm giác mênh mang của biển cả và thưởng thức hải sản tươi sống ngay bờ biển. Hải sản ở vùng này là một điều mà mình cực kỳ tự hào về độ ngon và đặc biệt của nó. Biển chính là nguồn sống, là tuổi thơ, là tương lai của những con người Bình Ngọc. Và Vân muốn lan tỏa những điều đẹp nhất của quê mình đến tất cả khách du lịch tứ phương. Mỗi lần đến đây sẽ có những trải nghiệm thật đẹp và khó quên. Khi được cùng bạn bè và người thân nhảy múa xung quanh lửa trại và ngân nga những ca khúc, cùng nhau tâm sự những bồn bề trong cuộc sống để những cơn gió và những sóng biển cuốn muộn phiền của bạn đi thật xa. Hay đơn giản chiêu chiêu nhâm nhi hạt hướng dương với quả dưa thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Yeah. Bạn có nghe thấy chữ sóng biển, mùi hương của hải sản, và chúng mình đã sẵn sàng cho một ngày nắng đông.